Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái chủ đề cây chanh nha các bạn, cũng như là cập nhật cho các bạn cái giá cả hiện tại, cũng như là cái giá thời gian tới nhân dịp lễ 30/4 1/5 nha các bạn ha. Thì đây cũng là một cái tin vui cho các bạn luôn nè. Thì cái giá chanh hiện tại các bạn nó đang rất là tăng nha các bạn ha. Đối với cái nhà vườn mà mình bán sỉ các bạn, thì như mình thì ngày hôm qua các bạn thì mình đã có bán là 100 kg chanh, chanh không hạt nha các bạn ha. Đó, tức là cái loại chanh này nè các bạn, thì mình bán được giá là 15.000 một ký nha các bạn ha. Còn đối với là chanh bông tím á các bạn, thì nó rơi vào là 20.000 một ký nha các bạn ha, đối với những người bạn mà bán sỉ nha. Còn cái bán lẻ thì nó còn cao hơn nữa các bạn. Thì đối với những cái người bạn nào bán lẻ thì các bạn cũng đã biết rồi, thì nó tầm khoảng là 25.000 các bạn đối với bán lẻ nha. Còn đây thì mình chia sẻ cho bạn là cái giá bán sỉ nha các bạn ha. Thì giờ bây giờ các bạn có chanh các bạn thì các bạn nên tranh thủ bán ha, giá cũng rất là cao. Còn qua lễ thì mình không có biết được nha các bạn ha. Còn qua lễ thì mình cố gắng mình cập nhật cho các bạn. Nhưng mà giá chanh từ tháng 4 này các bạn thì nó cũng khá cao các bạn. Trước đó là nó khoảng là 12.000 một ký rồi đó các bạn, nhưng mà nay là nó lên được là 15.000 ký rồi. Trước đó là hai tuần là mình bán là 12, nhưng mà ngày hôm qua là mình bán là 15.000 nha các bạn. Nói chuyện nó hơi nhanh các bạn, nó bị lắp á các bạn. Đây các bạn, chanh của mình nha các bạn. Hôm qua hái rồi nhưng mà nó vẫn còn á. Tại vì chanh của mình các bạn lúc nào là nó cũng có bông hết á. Bông ví dụ như cái lón này đang trái không, là cái lón khác là nó cũng đang trổ bông á. Để quay cho các bạn xem về cái vườn chanh mình ha. Thì hôm qua nay các bạn thì trời hay mưa các bạn. Thì vườn chanh của mình hôm nay nó trổ bông ghê lắm. Đây nè. Đây là bụi này nè, phóng to cho bạn xem nè ha. Trổ bông thấy không? Tiếp bệnh nó trổ bông đó các bạn. Mình vừa thu hoạch xong cái lón này là tới cái lón khác liền. Đây nè các bạn, cái này nó đang trổ bông nè, để quay cho bạn xem. Cái này thì hiện tại là mình không có xử lý nó gì hết các bạn, là do mưa thôi các bạn. Bữa thì chỉ có rải cái phân xanh á, cái phân 20-15 mà cái loại mà phân xanh các bạn, phân một màu á. Nay nó đâm đọt các bạn nè, nó đâm đọt cũng như là nó trổ bông luôn nè các bạn. Đó. Để quay cho bạn xem ha. Nay mưa các bạn, dưới đây có nước ráo nè, cái mương của mình nó có nước ráo rồi. Để quay cho bạn tổng quan sơ về cái vườn chanh của mình, sẵn là cập nhật cho bạn cái giá chanh thôi. Tại vì bữa rồi có nhiều bạn hỏi mình về cái giá cả thị trường của các loại cây á, thì cũng như mình rảnh mình cập nhật cho các bạn. Thì bạn nào mà cần biết những cái loại cây nào cái giá làm sao á, thì các bạn cứ bình luận trong kênh mình, thì mình sẽ đi cập nhật cho các bạn ha, cũng như làm clip quay lên cho các bạn xem. Các bạn xem video mình, like cho mình một like, cũng như là chia sẻ cái video của mình lên Facebook nha các bạn ha, hoặc Zalo gì đó. Rồi thì mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình ha.